Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 19, phẩm kệ khen ngợi trong cung Dạ Ma thứ 20. Trong điện Bảo Trang Nghiêm cung trại Dạ Ma, có 10 vị Đại Bồ Tát dùng kệ để tán thán khen ngợi công đức của Phật Thích Ca Mâu Ni. Phẩm này là phẩm thứ 20 trong bổn kinh, cho nên gọi là phẩm kệ tán trong cung Dạ Ma thứ 20. Bấy giờ nhờ thần lực của Đức Phật nên mỗi phương trong 10 phương, có một vị Đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát số nhiều như hạt bụi cõi Phật tụ hội lại từ những thế giới ngoài cõi nước 10 vạn số hạt bụi cõi Phật mà đến. Lúc đó do đại oai thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni, mỗi thế giới trong 10 phương thế giới có một vị Bồ Tát xuất hiện các xuất lãnh các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi cõi Phật cùng nhau đến thế giới Ta Bà tại điện Bảo Trang Nghiêm ở cung trời Dạ Ma để nghe Phật nói Hoa Nghiêm pháp lớn. Họ đều từ những thế giới ngoài cõi nước 10 vạn số hạt bụi cõi Phật mà đến. Danh hiệu của các ngài là Bồ Tát Công Đức Lâm, Bồ Tát Huệ Lâm, Bồ Tát Thắng Lâm, Bồ Tát Vô Úy Lâm, Bồ Tát Tàm Quý Lâm, Bồ Tát Tinh Tấn Lâm, Bồ Tát Lực Lâm, Bồ Tát Hạnh Lâm, Bồ Tát Giác Lâm, Bồ Tát Trí Lâm. Danh hiệu của 10 vị Đại Bồ Tát này đều có chữ Lâm làm đại biểu, vì trí huệ và công đức của các ngài nhiều giống như Tùng Lâm, cho nên dùng chữ Lâm để hình dung sự đặc biệt. Vị thứ nhất là Bồ Tát Công Đức Lâm. Ngài là chủ thuyết pháp hội thứ tư. Ngài nhập vào tăng muội Bồ Tát Thiện Tư Duy để diễn nói pháp môn thập hạnh. Vị thứ hai là Bồ Tát Huệ Lâm. Trí huệ của Ngài như Tùng Lâm. Vị thứ ba là Bồ Tát Thắng Lâm. Sự hiểu ngộ của Ngài rất thù thắng. Vị Bồ Tát thứ tư là Bồ Tát Vô Úy Lâm. Ngài nghe pháp vô úy, khéo hiểu lý khó. Vị thứ năm là Bồ Tát Tàm Quý Lâm. Ngài thường hồi quang phản chiếu cầu nơi chính mình. Vị thứ sáu là Bồ Tát Tinh Tấn Lâm. Ngài dũng mãnh tinh tấn tuyệt đối chẳng giải đãi. Vị thứ bảy là Bồ Tát Lực Lâm. Ngài tu sức lực lục độ đến thẳng bờ kia. Vị thứ tám là Bồ Tát Hạnh Lâm. Ngài chiếu lý để quan sát Phật mà xin khởi chánh tu. Vị thứ chín là Bồ Tát Giác Lâm. Ngài giác ngộ tự lâm, tự tâm, minh tâm thấy tánh. Vị thứ 10 là Bồ Tát Trí Lâm. Ngài có đại viên cảnh trí, chiếu rõ các pháp thật tướng. Các Bồ Tát đó đến từ cõi nước đó là thế giới Thân Huệ, thế giới Tràng Huệ, thế giới Bảo Huệ, thế giới Thắng Huệ, thế giới Đằng Huệ, thế giới Kim Cang Huệ, thế giới An Lạc Huệ, thế giới Nhật Huệ, thế giới Tịnh Huệ, thế giới Phạm Huệ. 10 vị Đại Bồ Tát đó các ngài đến từ thế giới nào? Bồ Tát Công Đức Lâm đến từ thế giới Thân Huệ, Bồ Tát Huệ Lâm đến từ thế giới Tràng Huệ, Bồ Tát Thắng Lâm đến từ thế giới Bảo Huệ, Bồ Tát Vô Úy Lâm đến từ thế giới Thắng Huệ, Bồ Tát Tàm Quý Lâm đến từ thế giới Đằng Huệ, Bồ Tát Tinh Tấn Lâm đến từ thế giới Kim Cang Huệ, Bồ Tát Lực Lâm đến từ thế giới An Lạc Huệ, Bồ Tát Hạnh Lâm đến từ thế giới Nhật Huệ, Bồ Tát Giác Lâm đến từ thế giới Tịnh Huệ, Bồ Tát Trí Lâm đến từ thế giới Phạm Huệ. Các Bồ Tát đó ở chỗ các Đức Phật tịnh tu phạm hạnh, đó là Phật Thường Trụ Nhãn, Phật Vô Thắng Nhãn, Phật Vô Trụ Nhãn, Phật Bất Động Nhãn, Phật Thiền Nhãn, Phật Giải Thoát Nhãn, Phật Thầm Đế Nhãn, Phật Minh Tướng Nhãn, Phật Tối Thượng Nhãn, Phật Cám Thành Nhãn. 10 vị Đại Bồ Tát đó từ thế giới trí huệ mà đến, mỗi vị Đại Bồ Tát đều ở tại đạo tràng của Phật tu hành phạm hạnh thanh tịnh, có vị Phật hiệu là Phật Thường Trụ Nhãn, vì tích hạnh tại thân công đức viên mãn. Lại có vị Phật hiệu là Phật Vô Thắng Nhãn, vị huệ tối thắng. Lại có vị Phật hiệu là Phật Vô Trụ Nhãn, vì ngộ thắng nghĩa đế. Lại có vị Phật hiệu là Phật Bất Động Nhãn, vì nghe sâu không sợ sệt. Lại có vị Phật hiệu là Phật Thiền Nhãn, vì tông trần cự mê thành đại quang minh. Lại có vị Phật hiệu là Phật Giải Thoát Nhãn, vì sự lý khác nhau lìa tướng thần tâm. Lại có vị Phật hiệu là Phật Thẩm Đế Nhãn, vì tướng chẳng động. Lại có vị Phật hiệu là Phật Minh Tướng Nhãn, vì chiếu lý chánh tu. Lại có vị Phật hiệu là Phật Tối Thượng Nhãn, vì chiếu cố nguồn gốc tâm thành quả vô thượng. Lại có vị Phật hiệu là Phật Cám Thành Nhãn, vì dám đạt chư Phật hồi siêu sắc thành, đường tâm loại bạt đắc quả diệu minh. Các vị Bồ Tát đó đều đến chỗ Đức Phật rồi, đảnh lễ chân Phật theo phương hướng của mình đến. Ai nấy đều hóa làm tòa sư tử Ma Ni Tạng ngồi kết giả trên tòa đó.
Những vị đại Bồ Tát đó đến thế giới Hita Bà cùng trải dạ ma điện Bảo Trang Nghiêm rồi, hướng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đảnh lễ chân Phật. Theo hướng của mình tới, ai nấy đều hóa làm tòa sư tử Mani Tạng, ngồi kết giả trên tòa đó, tu đủ thứ tam muội, điều thân điều tâm, chuẩn bị lắng nghe Phật nói diệu pháp. Như trong thế giới này, các Bồ Tát tụ tập đến cùng trời dạ ma, tất cả thế giới cũng đều như thế. Các Bồ Tát thế giới Như Lai hết thảy danh hiệu cũng đều giống nhau không khác. Cùng trời dạ ma thế giới Ta Bà, các Bồ Tát đều vân tập đến. Cùng trời dạ ma trong mười phương thế giới cũng như vậy. Hết thảy Bồ Tát, hết thảy thế giới, hết thảy Như Lai, hết thảy danh hiệu cũng đều giống nhau, chẳng có gì khác biệt. Bấy giờ từ hai bàn chân của Đức Thế Tôn phóng ra trăm ngàn ước quang minh sắc đẹp, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới. Trong cùng trời dạ ma, Phật và đại chúng thảy đều hiện ra. Lúc đó từ dưới hai bàn chân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra trăm ngàn ước quang minh sắc đẹp, do đó năm quang mười sắc rực sáng chói lòa. Lại có thể nói, vạn luồng hào quang tận hư không khắp pháp giới, quang đó chiếu khắp mười phương thế giới. Trong cùng trời dạ ma của mười phương thế giới đều có Phật Thích Ca Mâu Ni và đại chúng đều hiện ra cảnh giới ở trong đó. Bấy giờ Bồ Tát cùng Đức Lâm nương oai lực của Đức Phật quan sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: lúc đó đại Bồ Tát cùng Đức Lâm nương đại oai thần lực của Đức Phật quán ra khắp mười phương tất cả chúng sinh mà dùng 20 bài kệ để nói rõ cảnh giới của Phật. Phật phóng đại quang minh chiếu khắp trong mười phương, đều thấy thiền nhân tồn thông đạt chẳng chướng ngại. Phật Thích Ca Mâu Ni thường nói pháp ở trong quang minh, thường phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương, do đó Phật quang phổ chiếu. Nhưng người tự tánh thanh tịnh mới đắc được Phật quang gia bị mà có đại trí huệ. Phật quang tuy chiếu khắp nhưng chẳng chiếu chúng sinh có tâm đố kỵ, tâm chướng ngại, tâm ích kỷ, tâm cống cao ngã mạn. Nếu có sạch hết những tầm đèn tối đó thì mới thấy được thiên nhãn tôn Phật và hợp với Phật quang mà làm một, quang minh chiếu với nhau, thông đạt chẳng chướng ngại. Phật ngồi cung dạ ma khắp cùng mười phương cõi, việc này rất kỳ đặc, thế gian rất ít có. Phật chẳng động bổn xứ Bồ Đề đạo tràng mà thăng lên cung trời dạ ma điện Bảo Trang Nghiêm, ngồi trên tòa sư tử Bảo Liên Hoa Tạng vì đại chúng nói pháp mười hạnh. Chẳng những ở thế giới Ta Bà là như thế, mà cung trời dạ ma trong mười phương thế giới cũng đều như vậy. Phật đang nói pháp, đại chúng đang nghe pháp, cảnh giới đó rất kỳ đặc. Do đó cảnh giới một nơi tức tất cả nơi, tất cả nơi tức một nơi, tức cũng là cảnh giới một nhiều vô ngại cùng nhau viên dung vô ngại. Cảnh giới đó là hiện tượng lạ lùng ít có, một số phàm phu tục tử nhìn chẳng thấy được. Trời dạ ma thiền vương kệ khen mười Như Lai, như hội này đã thấy, tất cả nơi cũng vậy. Thiền vương dạ ma dùng kệ để khen ngợi tán tán mười vị Phật trong pháp hội Hoa Nghiêm điện Bảo Trang Nghiêm, đã thấy Phật Thích Ca Mâu Ni phóng quang minh từ hai bàn chân, hết thảy cùng dạ ma trong mười phương thế giới cũng đều như vậy. Quang minh của Phật chiếu khắp đại chúng, Phật đều đang nói pháp mười hạnh, đại chúng đều đang lắng nghe pháp mười hạnh. Các chúng Bồ Tát đó hiệu đồng với chúng tôi mười phương tất cả nơi diễn nói pháp vô thượng. Trong pháp hội Hoa Nghiêm cùng trời dạ ma trong mười phương thế giới có vô số đại Bồ Tát giúp Phật hoằng pháp, làm ảnh hưởng chúng. Danh hiệu của các ngài đều giống chúng tôi Bồ Tát Công Đức Lâm cho đến Bồ Tát Trí Lâm. Hết thảy tất cả đạo tràng trong mười phương thế giới đều đang diễn nói diệu pháp thâm sâu vô thượng. Đến từ các thế giới, danh từ cũng không khác, đều ở chỗ Đức Phật tu phạm hạnh thành tịnh. Các vị đại Bồ Tát đó đến từ các thế giới, tên gọi đều khác nhau không khác. Mỗi